Đấy, tiếc 500k không reset bảo hành thì bây giờ cũng mất 500k để fix lại cái lỗi trắng xanh màn này. Đây là con 13 Pro Max của anh khách mua bên em đã hết bảo hành. Trong cái thời gian bảo hành thì anh ấy đã đổi lỗi xanh màn một lần rồi và bây giờ tiếp tục là bị lỗi trắng màn. Đấy thì con này kiểm tra hình thức thì vẫn ok, tem tiếc các thứ bên ngoài vẫn còn nguyên. Và nếu như mà còn trong thời hạn bảo hành ấy, với cái tình trạng như này thì sẽ được đổi mới sang một con máy khác. Tuy nhiên là con này đã hết bảo hành mất rồi, mà mới hết bảo hành có mười mấy ngày thôi. Có phải là thật sự là một điều quá là đáng tiếc không anh em bởi vì là nếu như mà anh em reset bảo hành ấy thì cái con máy này sẽ được reset lại bảo hành 12 tháng. Con máy này lại được đổi một con máy mới, rơi vỡ thì được sửa chữa free, nhưng mà lại không reset bảo hành thì cái con này hết bảo hành rồi thì chỉ được hỗ trợ sửa chữa thôi nhá. Cái việc fix trắng màn với xanh màn ấy thì bây giờ là cực kỳ đơn giản cũng rẻ thôi, 500 nghìn thôi. Nhưng mà với 500 đấy, nếu như mà reset sang, reset bảo hành sang một con máy khác ấy, thì có phải là được đổi một con máy mới dùng này, yên tâm hơn này, bảo hành 12 tháng lỗi một đổi một được đổi một con máy mới này, lại được rơi vỡ sửa chữa free này, bây giờ là mất hết. Đấy, bây giờ con này là không còn cái chính sách bảo hành gì nữa và chỉ được hỗ trợ sửa chữa trong cái tất cả mọi trường hợp. Nên là anh em đã thấy cái tầm quan trọng cái việc reset bảo hành 12 tháng tại Hoàng Kiên là như nào chưa? Máy nào thì cũng thế thôi, không chỉ riêng cái dòng 13 Pro Max này đâu. Nó là hàng điện tử mà nên là mình cũng không thể biết được là nó lỗi lúc nào, thời điểm nào. Và để quá thời hạn bảo hành mới có mười mấy ngày lại bị lại như thế này thì thật là đáng tiếc anh em ạ. À. Nên là anh em hãy để ý cái thời gian bảo hành của mình để nếu mình không có nhu cầu lên đời thì mình reset lại bảo hành 12 tháng để đảm bảo mọi quyền lợi cho anh em. Thế nhá.